Ở đây bác sẽ đổ ghi đây, mình lại không biết đường. Này ông bạn nghèo khổ, sao tầm này vẫn chưa mua được xe à? Mà đứng đây bắt xe ôm. Loại người như nó ấy, đến xe máy còn không mua được, làm sao đi được xe sang như chúng ta? Ấy, bạn Lương, bạn đừng nói thế, bạn nói thế khác gì hất nước lã vào mặt nó. Nếu mà tôi mà là nó, tôi đã chui xuống hố lâu rồi cho đỡ nhục. Xe của anh ấy có con dấu trống, có thể cho đi nhờ được không? Tại tôi ở đây cũng không biết bắt xe kiểu gì. Này, xe của bọn tao là xe sang, cho loại mày ngồi lên ý, chỉ có bẩn chỗ thôi. Thì cũng cùng đến chỗ ông lớp, chứ đi cùng hết bao nhiêu tiền chứ trả. Mày nói cái gì? Tao mà thèm mấy cái đồng tiền bẩn thỉu của mày á, mày không có cửa đâu. Ê, chào ông. Ô, anh Bách. Ô, cô quên tôi à? Em với anh cùng xóm mà, sao anh quên em nhanh vậy? Anh muốn đi xe ôm à? Anh lên xe đi. Anh Hoàng, trông bọn nó kìa, nhìn buồn cười chết đi được. Công nhận, cái bọn này nghèo, bốc mùi. Mà hay là thôi, mình lên xe đi, chứ ở đây hít không khí chung với bọn này có mà chết ngốt. Này, hai người kia, tưởng có tiền mà lên mặt được à? Thì làm sao? Cô em cứ thử tậu xe hơi đi thì mới đủ đẳng cấp nói chuyện với bọn này nhá. Người đang làm trời đang nhìn đấy, đừng có tự oách tự oai như vậy. Ôi trời ơi, đã bị đấy, anh thấy chưa? Em đi nhanh không? Em là thổ địa ở đây mà, bọn họ làm sao mà đi nhanh bằng em được? Em giỏi thật đấy, hết bao giờ anh trả. Dạ thôi em giúp anh, với lại đoạn đường từ đó không xa lắm. Em mới phải chạy xe trả như này, anh không để em trả anh không cũng được. Thôi anh ạ, à, tính tình của em như vậy rồi, em thấy ai khó khăn đi qua em đều giúp. Thôi, em cầm lấy cho anh vui. Ôi giời ơi, tiền to như vậy em không có tiền trả lại đâu. Với lại đoạn đường từ đấy có 20k, em giúp anh em không lấy đâu. Thôi, em cầm cho anh đi. Em đã bảo em không lấy mà, anh em gặp nhau nhiều lần, lần sau anh mời em cốc nước là được. Thôi rồi rồi, anh có em nữa, nhưng mà lần sau nhớ để anh mời một bữa, nhớ chưa? Nhất trí ạ. Ờ, bọn mày bay à, sao bọn mày đi nhanh hơn bọn tao được? Bởi vì các người đi ô tô to mà, đường quê bẩn thỉu đất cát, chỉ có đi như bò mới tới thôi. Cô. Thôi, đôi co với chúng nó làm gì, ngoài cái võ mồm ra nó chả được cái tích sự gì cả. Chả tích sự gì. Còn ít ra tôi lao động chân chính bằng sức lao động của mình, chẳng như ai kia, thấy sáng mắt quàng làm họ. Mày. Anh Bách à, anh ở lại chơi vui vẻ nhá, em đi làm đây. Em đi cẩn thận nhá. Vâng ạ. Dạ. Bách à, tao thấy nó ấy, cũng hợp với mày đấy. Hay là mày bỏ việc, đi làm xe ôm với nó đi. Chứng kiến tụi nó rồi mới thấy đúng là lồi là úp vùng đấy, các cụ nói cấm có sai. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi, cấp hạ lưu như mày ấy, gặp nó là định mệnh rồi đấy. Thôi, anh không cần nói nó nữa đâu, vì nói nữa nó cũng không hiểu cái tầng lớp thượng lưu mình nói đó đâu anh ạ. Mà đúng rồi, thôi chúng ta đi họp lớp thôi, vì còn rất nhiều nhân vật quan trọng đang chờ chúng ta đó. Ừ, mới nghe bạn Tệ lên làm giám đốc công ty BVS, còn bạn Quân làm thư ký cho giám đốc đấy. Thôi, chúng ta đi đi. Đi. Nhiều. Anh Bách, anh tìm em ạ? À? Vâng ạ. Tuy nhiên anh gọi quá, anh không biết đường. Em chở anh đi, rồi em đi cùng anh luôn. Nhưng bây giờ em phải đi chạy xe anh ạ. À. Thì em cứ chở anh đi, lát nữa anh trả tiền cho em. Thế anh chờ em một lát nhá, để em chạy vào em lấy xe em chở anh đi. Em biết một quán ăn rất là ngon luôn. Anh cảm ơn em nhá. Thế anh chờ em một chút để em vào nhá. Vâng, em đi đi. Đi ăn xong rồi còn đưa em đi cà phê làm gì? Đi ăn vậy ông thành với em. Em thích uống gì thì cứ gọi, coi như anh trả cúc cho em. Nhưng mà anh cho em nhiều quá, lần sau mà cho em nhiều quá là em không nhận đâu. Lần sau anh trả cúc cho em, chỉ bằng đồ ăn và đồ uống thôi á. Anh này, à mà anh Bách ơi, lần này anh về quê có việc gì vậy? Em tưởng anh bán nhà ở quê lên thành phố ở rồi. Anh về thăm nhà ở quê, bố mẹ anh bận quá không về được. À, anh nhớ ra rồi, có phải ngày xưa dân lúc anh đánh mời học sinh hay bắt là anh không? Anh nhớ ra rồi à? Anh nhớ rồi, ngày xưa anh hy sinh bọn nó hay bắt là anh. Em vẫn tính thế nhở, hãy giúp đỡ anh. Thì em thấy bọn nó quá đáng quá, em mới giúp anh thôi. Alo ạ? À? Vâng, chị đợi em 5 phút nữa xong em qua đón chị nhá. Anh ơi, em có khách rồi. Anh ngồi uống nước nhá, xong tẹo em qua uống nước với anh.
Nhưng mà em đã uống nước đâu. Thôi chạy lỗi em quay lại. Em đi đây. Em nhớ quay lại nhá. Này làm gì đây? Muốn chết thì chết một mình đi chứ. Ra đường chặn xe người khác làm gì? Này, xe ôm mà cũng có quyền lựa chọn khách à? Thế anh có mắt xe ôm à? Siêu xe đắt tiền của anh đâu rồi? Hay là anh thuê xe để lòe người khác giao ai thôi? Anh nói cho em biết, anh đứng đây chặn em là để tìm em đấy. Anh gặp tôi làm gì? Tôi với anh chả có gì để nói với nhau cả. Chẳng phải anh nói với tôi với anh không cùng đẳng cấp với nhau à? À, đấy là anh nói thằng Bách thôi. Chứ còn em thì anh lỡ lòng nào mà nói thế được. Nhìn em xinh đẹp thế này ấy, anh đã thấy động lòng rồi. Động đất thì có ấy, anh tránh ra để tôi còn đi làm việc. Ê, đợi đã. Anh nghe nói em là trẻ mồ côi. Anh có ý kiến như thế này, hay là em về ở với anh đi. Anh sẽ nuôi em sẽ không phải đi xe ôm vất vả nữa. Ý em sao? Cái gì? Bao nuôi tôi á? Ừ. Anh nhìn tôi đi, tôi có què quạt đông, tôi có sức khỏe, tôi có thể đi kiếm tiền, cần gì anh nuôi nhở? Này, rượu mừng không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt à? Này, tránh xa tôi ra nhá. Tốt nhất cách xa tôi 3 mét, không phải đừng trách tôi. Ơ, này, ơ, ơ. Ông Hoàng à, bao giờ ông lên thành phố đây? Tôi chắc phải mấy hôm nữa, tại vì tôi ở quê có chút việc, cần phải xử lý lốt. Thế lúc nào lên thành phố cho tôi đi nhờ nhá, tôi ngại đi xe buýt lắm, đông chật trội. Ôi, tưởng gì ấy, cái chuyện đấy thì đơn giản bạn ạ. À, mà bạn còn nhớ cái con bé mà hôm đi cùng với thằng Bách không? Nhớ chứ sao không nhớ, cái con bé đi xe ôm bạn của thằng Bách chứ gì. Ừ, đúng rồi, chính là nó đấy. Ừ, thế có chuyện gì hả bạn? Tự dưng bạn hỏi cái con bé đấy làm cái gì? À, tôi nói thật với bạn ý, là tôi cũng thích con bé đấy bạn ạ. Khiếp, guồng mặn đấy. Cái con bé đấy béo như con lợn. Đã thế lại làm xe ôm, bẩn tiện thế mà ông cũng yêu. Đấy, thế thì tôi mới thích nó. À, mà bà có cách nào để làm nó yêu tôi không? Ôi giấy ơi, tưởng cái gì. Con gái như nó ấy, bạn chỉ cần có tí tiền là nó yêu ngay ý mà. À, con bé đấy ấy, nó không phải là cái loại hám tiền đâu bạn ạ. Thế thì tôi mới thích, tôi thử nó rồi. Nó không thích tiền, nhưng mà tôi có cách để nó thích ông. Nhưng mà tiền chứ gì. Bà ấy mà giúp tôi ấy, làm nó yêu tôi ấy, thì bà muốn bao nhiêu tiền tôi không tiếc. Thôi, tôi không cần tiền đâu. Tôi chỉ cần ông sắp xếp cho tôi một vị trí ở công ty BVS của ông là tôi vui lắm rồi. Ui, tưởng chuyện gì ấy. Cái chuyện đấy đối với tôi là đơn giản. Mai ấy, tôi sẽ sắp xếp cho bạn một vị trí, đó là thư ký của giám đốc. Bạn ok không? Cái gì? Thật là bạn? Thế thì tốt quá. Cảm ơn bạn. Ok, cái chuyện này ấy, đối với tớ ấy, đơn giản luôn bạn ạ. Cảm ơn bạn nhiều. Đưa lại. Đến nhà chị rồi. Của chị hết bao nhiêu tiền? Của chị hết 20.000 thôi ạ. 20.000 thôi ạ. Đây, tiền của em đây, em cầm cả đi. Thôi, của chị hết 20.000 thôi, tiền to như này em không có tiền trả lại chị đâu. Thôi, em cầm cả đi, coi như là chị cho em. Thôi em không cầm đâu, em chỉ lấy 20.000 thôi, em có làm gì đâu mà lấy 500.000 của chị làm gì. Thôi mà, em cầm đi. Hay là em lại chấp chị cái vụ hôm trước. Cái vụ hôm đấy thôi bỏ qua cho chị xin lỗi. Trời mưa, sao lại xin lỗi mình nhỉ? Thôi, chuyện cũ qua rồi, em không để bụng đâu. Thôi chị trả em mũ đây. Để em đi về, coi như hôm nay em chở chị giúp chị thôi. Thôi, em mới thế chị ngại lắm. À mà này, nhà chị ngay đây. Mà hôm nay nhà chị mất điện, vào xem cho chị được không? Em là con gái, có biết gì đâu mà giúp chị. Mà bây giờ em phải đi chở khách rồi. Em làm xe ôm, nhìn như con trai ấy, cũng được. Vào giúp chị đi, chị lăn lỉ đấy. Coi như cái tiền này chị trả công cho em. Thôi được rồi, để em vào em giúp chị. Đợi em nhá, để em tháo mũ với lại cởi áo đã. Chị ơi, điện sáng rồi đấy. Mà công nhận, em giỏi thật đấy. Cái gì cũng biết làm. Này, em uống nước đi. Em xin, em mời chị uống nước. Chị ơi, nhà chị đẹp thật đấy. Ôi, nhà chị cũng bình thường em ạ. Cũng không đến lỗi xấu. Thôi chị ơi, em xin phép em đi về đây. Thôi, cứ ngồi một lúc rồi đi về. Mấy khi đến nhà chị chơi. Liễu, em làm sao đấy? Em Hoàng đâu rồi? Tôi đây bạn ơi. Chuyện còn lại ấy, ông xử lý lốt nhá. Tôi đi đây. Ok, mình cảm ơn bạn nhá. Nhớ đâu, mày đã làm mình nhớ rồi. Liễu đâu à? Mày hỏi nó làm gì, tao biết được. Chiếc của nó ở đây, mày không biết thì ai biết nữa.
Tao chịu, mày đi mà tìm. Mày là mình nhớ, dừng cái chết tao. Mày là mày chơi, mày thằng tôi á. Lưu ơi Lưu, tao miệng tao đây. Bạn Hằng ơi, bạn có làm sao không? Tớ không sao bạn ạ, mà tại sao thằng Bách nó lại ở đây? Tớ không biết, tự dưng nó lao sùng sộp vào. Thôi, bạn đi ra đây. Sao em lại ở đây? Em đang ở trong nhà kia cơ mà. À, lúc đấy anh thấy em bị đuổi ra áp, nên anh kêu em về đây nghỉ ngơi mà. Em cảm ơn anh Bách nhiều nhá, không biết giờ này em như thế nào nữa. À mà nhớ này, anh thấy em làm cho ông vất vả, hay là em lên thành phố làm với anh đi. Thôi, em ngại lắm, lên đấy lại làm phiền anh, em không có dám đâu. Không phải ngại đâu, em lên thành phố làm với anh đi, nên trên đấy công việc tốt lắm. Thì anh để cho em suy nghĩ nhá. Ừ, thế em cứ suy nghĩ đi. Hay giờ anh kêu em về nhá. Vâng ạ. Chúc mừng bà nhá, đã được làm thư ký của giám đốc công ty BVS. Mà bà mà làm ý, thì bà phải làm hết mình, thật tốt công việc vào. Chứ không chủ tịch khó tính lắm. Cảm ơn ông nhá, tôi sẽ cố gắng hết mình. À mà bà này, tôi vẫn cay vụ việc con nhiễu hôm trước. Ừ, tôi xin lỗi ông, hôm đấy tôi cũng bất ngờ quá. Ơ, con Liễu này ông. Ơ, lại gặp hai người đây à? Sao mày lại ở đây? Hả cái con xe ôm bẩn tiện của xã hội này? Tôi có mặt ở đây thì liên quan gì đến hai người? Ơ, cái con xe ôm nhà quê này. Mày đừng tưởng mày khoác lên bộ quần áo sang chảnh mà mày thay đổi được bản chất nghèo hèn nhà quê mày. Đúng rồi đấy, Liễu à. Em ý, mãi là một con nhà quê thôi, đời em ý, không khá được lên đâu. Nghèo hèn thì làm sao, hai người có ăn có học mà nói những câu thối tha như thế à? Mày! Có dám tát tôi? Tao dám tát thì sao? Cái loại nghèo hèn như mày, mày có tin tao tát mày phát nữa không? Dừng lại, cô làm mày cho gì đấy? Ơ, thằng Bách, mày cũng có ở đây à? Mà, Điếu à, anh bảo rồi, theo anh thì không theo. Đi theo cái thằng Bách làm cái gì? Cái thằng nghèo hèn ý, nó có cái vẹo gì đâu. Không có gì, nhưng anh ấy rất tốt với tôi. Liễu, em đi vào đi. Nhưng mà bọn nó bắt lạt em ạ. Để đấy, để anh xử lý cho. Dạ vâng. Mày mà đòi xử lý anh Hoàng á, mày biết anh Hoàng là ai không? Giám đốc công ty BVS đây. Giám đốc ấy, hay chủ tịch ấy, tôi không sợ. Mà anh ấy vẫn còn một mũi tính đây, bắt lạt Liễu à? Mày nói cái gì? Mày có bằng chứng không? Mà ấy, mày đứng ở đây ấy, chắc cũng chỉ là cái thằng lao công cho công ty BCS. Mày có tin tao bảo thằng giám đốc đuổi việc mày không? Hóa ra ông là giám đốc công ty BVS à? Đúng rồi, hôm nay anh đấy đến đây để ký hợp đồng với chủ tịch công ty BCS của mày đấy. Thôi rồi, hôm nay cho sẽ chạy ra chụp mày. Biết thế nào là dưới trái của xã hội. Alo, giám chủ tịch của công ty BVS à? Tôi sẽ đầu tư vào công ty của ông với một số lượng lớn. Với một điều kiện, ông sẽ phải xét hại thằng giám đốc vì quan thư ký để cho chúng nó không có chỗ trốn chung thân. Bách ơi, tao nói thật ý, mày làm diễn viên được đấy Bách ạ. Đúng rồi đấy. Dạ em nghe đây chủ tịch. Ơ chủ tịch, sao chủ tịch lại sa thải em ạ? Chủ tịch ơi, chủ tịch cho em một cơ hội được không ạ? Chủ tịch, alo, alo. Thôi chết rồi, Lương ơi, chủ tịch vừa điện bảo là sa thải anh và Luyện và em đấy. Ơ, sao lại thế? Vừa lấy chủ tịch còn vui vẻ giao hợp đồng cho bọn mình mà. Hủy hết rồi còn đâu nữa, tại vì bọn mình ấy xúc phạm chủ tịch BCS đấy. Cái gì? Thằng Bách là chủ tịch công ty BCS á? Đúng rồi đấy. Ôi, bây giờ phải làm sao? Làm sao nữa? Về quê Trân Châu thôi. Không, tôi không về cái làng quê nghèo hèn đây đâu. Bạn không về thì tớ về đây.